Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ đi chia sẻ cho các bạn về cái vận hạn tử vi năm 2020 của cái cung đó là cái cung thiên đó là cái cung kim ngưu các bạn nhé. Cái vận hạn tử vi của cái cung kim ngưu. Trong cái năm nay thì dự báo là nó là một cái giai đoạn hòa bình và cân bằng cho cái dấu hiệu của bạn. Và các bạn sẽ phải đưa ra một cái quyết định rất là quan trọng liên quan tới các mối quan hệ và sự nghiệp của các bạn. Đấy, chúng ta hãy suy nghĩ một cách sáng suốt để đưa ra những cái quyết định đúng đắn, cũng vì những cái điều này nó sẽ tác động đến cái cuộc sống của cái bạn lâu dài. Đấy, tác động cuộc sống của các bạn về lâu dài nhé. Đầu tiên chúng ta hãy đi tìm hiểu về cái tình yêu của cái cung kim ngưu năm 2020. Theo cái dự báo thì năm 2020 này thì cuộc sống tình yêu của các bạn ổn định và các bạn sẽ thấy hòa hợp với bản thân và đối tác của mình vào năm 2020. Đấy. Và cái năm nay là cái thời điểm để tìm hiểu bất cứ cái điều gì nếu các bạn muốn từ cái mối quan hệ của mình. Mặc dù thì bạn có thể không cảm thấy thoải mái khi thực hiện và thay đổi. Đấy. Các bạn cảm thấy không thoải mái khi thay đổi trong các mối quan hệ của mình. Thế nhưng nó sẽ có lợi ích về lâu dài các bạn nhé. Đấy, và năm nay sẽ có những cái thay đổi tinh tế hơn. Đấy, đấy. Và nếu các bạn còn độc thân thì đây sẽ là một cái thời điểm tốt để các bạn rèn luyện các cái kỹ năng lãng mạn của các bạn. Các bạn có một cái thái độ quyến rũ. Đấy, có một cái thái độ quyến rũ và một khuynh hướng dễ chịu, nó sẽ giúp cho các bạn tiến xa hơn với bất cứ ai. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Đấy, các bạn hãy cố gác lại, tức là tạm gác lại một số các hoạt động thường ngày nhàm chán của bạn và trao đổi cho những cái người những cái điều mới mẻ và thú vị để nó làm gia tăng cái mối quan hệ của các bạn nhé. Và chúng ta có thể tăng cường trái phiếu của bạn với bạn bè, gia đình của bạn trong năm nay. Và các bạn đừng quá bốc đồng và hãy tinh tế hơn. Nó có thể giúp bạn một cách đơn giản nhất mà bạn có không có vẻ là quá sâu đầy. Và những cái điều nhỏ nhặt nhất có thể tạo ra những cái thay đổi lớn nhất trong cái nhiều cái mối quan hệ. Đấy, các bạn không phải tự hỏi liệu Kim Như sẽ kết hôn vào năm 2020 không, hay là sinh con vào năm 2020 không. Bởi vì cái điều này nó luôn tùy thuộc vào cái mối quan hệ của các bạn. Và nói về cái vấn đề sự nghiệp của năm 2020 thì dự đoán trong năm nay Kim Ngưu sẽ phải hành động đặc biệt chuyên nghiệp trong năm 2020 này nếu như các bạn muốn đi đến thành công. Và các bạn sẽ bận rộn. Đấy, các bạn sẽ bận rộn. Bạn sẽ đặt khá đẹp cả năm nay. Điều này là một điều tuyệt vời trong công việc cũng như kinh doanh của riêng mình. Nhưng đôi khi nó cũng có thể gây cái căng thẳng. Và sẽ thật lý tưởng nếu các bạn có một cái công việc mà bạn phải suy nghĩ sáng tạo, có chỗ cho tư duy sáng tạo trong gần như là mọi công việc. Vì vậy các bạn hãy cố gắng tìm ra nơi bạn có thể sử dụng cái tư duy sáng tạo của bạn trong công việc nhé. Và dự báo về cái tài chính trong năm 2020 này của Kim Ngưu thì trong khi các bạn muốn nghĩ về năm ngoái thì nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cái tài chính của bạn trong năm nay. Cố gắng sửa chữa bất kỳ cái thiệt hại nào bạn có thể gây ra vào năm ngoái trước khi bạn đối xử với chính mình trong năm nay nhé. Lấy kinh nghiệm của năm trước để rút ra kinh nghiệm vào năm sau. Đấy. Và năm nay sẽ là cái năm giai đoạn thoái lui của sao thủy. Đấy, nên các bạn hãy cố gắng suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động nhé. Còn về cái vấn đề sức khỏe của cung kim ngưu này thì chúng ta hãy có một lựa chọn đúng đắn ngay cả khi phải mất thời gian để thực hiện chúng các bạn nhé. Bởi vì các bạn cũng sẽ cần phải làm việc chăm chỉ để quản lý thời gian và tiền bạc của mình, đúng không ạ? Nhưng chúng ta cũng phải quản lý cái sức khỏe của bạn trong năm nay thật là tốt. Đấy, cố gắng thực hiện các cái thói quen tập thể dục thể thao, yoga. Đấy, và ăn một cái chế độ ăn hợp lý, cân bằng để chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh nhất. Đấy.
về cái tử vi tháng đấy, tử vi tháng của năm 2020 này thì về cái tháng tháng 1 năm 2020 là cái dấu hiệu mặt trời của kim ngưu, cần phải cẩn thận trên cái vấn đề sức khỏe các bạn nhé. Đấy là tháng 1. Còn tháng 2 thì yêu cầu các bạn phải kiên nhẫn trên các cái mặt trận cá nhân cũng như là chuyên nghiệp. Còn tháng 3 sẽ chứng kiến sự cải thiện về cái tài chính và nắm giữ tiền tệ. Tháng 4 là sẽ được dành cho cái sự việc cải thiện triển vọng kinh doanh và sự nghiệp của các bạn. Tháng 5 là một cái tháng tốt lành cho du lịch và phước lành tài chính. Tháng 6 sẽ đến với cái sức khỏe tốt và cơ hội mới cho các bạn. Đấy. Và tháng 7 năm 2020 là một cái tháng tốt để theo đuổi một cái kỹ năng mới và phát triển cơ hội kiếm tiền, kiếm việc làm tốt hơn. Tháng 8 là một cái năm sẽ các bạn sẽ tự, kiếm được một số tiền từ các nguồn bất ngờ. Đấy, hãy tận hưởng nhé. Và tháng 9 là một cái tháng lý tưởng để dành cho bạn bè và gia đình. Chúng ta hãy tận hưởng thời gian bên gia đình và bạn bè của mình. Và tháng 10 năm 2020 nó là cái khoảng thời gian những người đã sai bạn sẽ phải gánh chịu cái hậu quả. Đấy. Cuộc sống này nó có nhân có quả hết mà, các bạn không phải lo đâu ạ. Đấy. Tháng 11 đấy, là cái thời điểm cho cái sự khởi đầu, bạn sẽ được ban phước và may mắn hạnh phúc. Tháng 12 là cái thời điểm tốt để các bạn tận hưởng bản thân và đi nghỉ dài ngày với cái người yêu, người thân yêu của mình. Nói chung quy thì cái năm Kim Ngưu này nó có cái dự đoán rằng cái bạn bè và gia đình của bạn thì luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn, nên các bạn yên tâm nhé. Và chúng ta hãy bận rộn trong khi làm việc, nhưng mà chúng ta cũng phải dành thời gian để thư giãn khi mà các bạn về nhà. Đấy, dành thời gian của bạn làm những cái việc mà bạn yêu thích. Và năm nay cũng có dự đoán là một năm rất là tuyệt vời đối với cái cung Kim Ngưu này. Rồi vừa rồi mình đã đi chia sẻ với các bạn về cái tử vi của cái cung Kim Ngưu trong năm 2020 này. Các bạn có thể theo dõi để xem cái cung các bạn thuộc cái cung Kim Ngưu này, các bạn năm 2020 có những cái biến động gì để chúng ta có thể tránh những cái không tốt và nắm bắt những cái cơ hội có thể đến với mình trong năm nay để chúng ta tận dụng. Đó. Chúc các bạn cung Kim Ngưu năm 2020 sẽ được thuận lợi trong tất cả các lĩnh vực. Chúc các bạn thành công. Xin chào.